Kính thưa quý vị, anh hùng chiến sĩ trận vong vô cùng quý mến. Chúng tôi kính xin quý vị nhận đây lòng tri ân chân tình về việc quý vị đã hy sinh cho chúng tôi được sống và được học hỏi giá trị của sự sống như thế nào. Chúng tôi vô cùng cảm tạ quý vị đã vâng lời Cha Trời Giêsu và quý vị đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây tại nơi đây để phù trợ và bảo vệ chúng tôi làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần làm việc cứu nguy nhân loại. Một lần nữa chúng tôi kính xin quý vị cầu xin cùng Cha Trời Giêsu ban cho chúng tôi có đầy đủ tất cả những phương tiện cần thiết để chúng tôi đồng hành cùng quý vị, để chúng ta cùng nhau làm việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là cứu nguy Việt Nam gấp và đồng thời làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Chúng tôi cần tất cả những phương tiện cần thiết để chu toàn công việc vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa của Cha Trời Giêsu ban cho quý vị và ban cho chúng tôi là người Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi mãi sau này. Chúng tôi cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Trời Giêsu cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu 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 anh linh anh hùng chiến sĩ trận vong, xin nhận lời chúng tôi cầu khẩn. Tôi chính đây, Y sư Thánh Giống, Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, thành kính khẩn cầu cùng toàn thể quý anh hùng chiến sĩ trận vong từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Chúng tôi cầu xin trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng tôi cầu xin. Amen.